Trời, cái gì mà nó bóng khói dữ vậy? Nhưng em đốt cái gì vậy bên đây? Tôi đó. Em làm gì mà bóng khói dữ vậy? Ừ. Trời ơi, tôm sú bự luôn. Nay hôm nay ăn, đi ăn cho mập nè các bạn. Các bạn thấy ngon không? Đó, ba con tôm. Bữa chị em dẫn em đi một lần. Đậu cái gần bên con xong em ăn em liền cái em bị đợi mỗi lần về đi mẹ em phải về là sớm để em ăn sáng. Hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với món ăn mà Juni rất là ghiền. Và đây là một cái món bò bò gì nhỉ? Anh chủ không không, đây đây là bò gì? Bò bít tết út đúng không? Rồi đây các bạn có thể thấy cái miếng bò nó đỏ và nó ngon như thế này. Rồi bây giờ sẽ tới phần của tôi. Trời ơi, các bạn nhìn đã chưa? Khói nè, một nè, đó đây là hai loại bò nha các bạn. Đây là chương trình dành cho những bạn mà muốn tăng cơ tăng cân lành mạnh. Ủa mày vậy đâu? Phần của anh có mày vậy hả? Đó các bạn thấy không, các bạn thấy không? Là không có chỗ để mày vậy đó. Cái thật đồ, cái miếng bò mà hai loại nó rất là bự luôn các bạn. Rồi đây các bạn thấy đây, các miếng bò ngon không? Rất là dày như vậy. Rồi, tại sao mà chúng ta cần nên và ăn những cái thực phẩm mà giàu dinh dưỡng như thế này để mà tăng cơ? Tại vì các bạn nên biết được một điều là đây, đây mì tới nữa nè. Đó, các bạn thấy cái phần ăn của tôi khủng khiếp chưa? Wow, đây là trứng nữa nè. Của em trứng sang mà tôm à. Cái phần này thì chắc chắn là không dưới 800 calorie đâu các bạn. Nhưng mà với một người mà tập nặng mà còn tăng cân như Juni á thì các bạn sẽ hiểu được tại sao là Juni lại còn ăn nhiều như thế. Bởi vì em ăn gì có nhiều không? Vừa đủ. Vừa đủ no đúng không? Rồi tại sao mà một bữa ăn mà em có thể ăn một lần với 600-700 calorie như thế em không sợ mập sao? Không. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nếu mà trong một ngày mà các bạn ăn cân bằng dinh dưỡng, các bạn sẽ rất là khó mập với điều kiện là các bạn tập thể thao thường xuyên nha. Tất nhiên là khi chúng ta ăn bò như thế này á, chúng ta phải kiềm rau. Rau ở đây các bạn sẽ thấy là cái chỗ này là cái này là cái gì mà nó ngon vậy ta? Tỏi đúng không? Cái này là súp bắp. Cái này đúng, là đúng có đúng không? Phi tỏi ở trên. Ờ, phi tỏi ở trên, đó. Trong bò thì có rất là nhiều những chất chúng ta gọi đó là BCAA. Tự nhiên hả? Nó rất là tự nhiên đó. Khi mà các bạn ăn vô cái thật sự những cái này nếu mà các bạn ăn trước tập á, cái sức tập của các bạn sẽ rất là sung và các bạn sẽ tập được rất là nhiều. Bởi vì một mà các bạn cái, nếu mà sức của các bạn thì các bạn nên ăn ít lại nha. Tại vì phần này mà hai lại thì nó rất là nhiều, với những người mà tập luyện quen chuyên nghiệp á, theo tập nặng như tôi với Juni á, mới tiêu thụ hết dinh dưỡng này trong phần được. Và nếu mà các bạn tới đây á, địa chỉ quán này là bò bít tết medium gray, 137 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức nha các bạn. Nếu các bạn tới đây thì các bạn lựa cái phần nhỏ thôi. Đấy, đó có menu có giá thôi cho các bạn xem nha. Các bạn lựa cái phần nhỏ thôi, phần một lạng bò thôi, nửa miếng bò thôi, chứ phần này nhiều lắm. Ngon tươi lắm á. Ngon không? Ngon. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ ăn cắt cái phần này tôi ăn nha. Bởi vì anh xây dựng cơ bắp rất là tốt. Rất nhiều bạn trong hỏi trong cái inbox cho Papai là làm sao để xây dựng cơ bắp nhanh, nhanh có múi cơ to dày. Mà các bạn luôn biết một điều đó là dinh dưỡng có thật với vật được tạo. Các bạn không thể nào trông chờ các bạn ăn một miếng thịt bò có tí xíu như thế này, hay là mỗi ngày các bạn đi ăn phở, hay là ăn những món mà nó ít dinh dưỡng, mà thịt mà nó ít gì, mà các bạn mong chờ một khối cơ bắp lớn hay có thể đẩy được mặt từ 100kg, 5 phả, trong vai 4-50kg. Không thể. Dinh dưỡng là một cái cực kỳ quan trọng, các bạn không thể nào trở nên to bự nếu mà cơ thể của bạn thiếu dinh dưỡng và thiếu chất đạm. Nên những ngày mà đôi khi những ngày cuối tuần hay những khi mà bạn có tiền kỳ nó hạn đi ăn, hãy lựa chọn á ăn một miếng thịt bò nó dày nó to như thế này. Đấy. Miếng này chắc dày 3cm đó hả? Được rồi, cái miếng này nó dày 3cm thật á. Nó rất là to, nó rất là dày như thế này. Ngon. Tại vì dinh dưỡng không nhiều như thế này. Rồi ăn với thịt trứng nào, bì à. Đó, không? Trứng là được tặng nha. Trứng là được tặng nhau, đóng phần. Là mấy bạn chị trả tiền tôm với mực thôi, còn mì ý với trứng là được tặng. Rau với súp được tặng luôn. Đồ miếng bò khỏe, nó rất là mềm. Loại bò Úc này nó rất là mềm, bên trong nó nấu, nó vừa chín tới. Dinh dưỡng này rất là cao, bạn nhớ nha. Khi mà đi ăn gì rồi phải về tập cho thiệt là nặng, tập cho nghiêm túc. Bởi vì lượng calo nó rất là cao, nó đẩy cái giá trị dinh dưỡng của bạn nó rất là cao, nên nếu mà không
tâm luyện để nó tiêu hóa và hấp thu thì công sức mạnh. Vậy bạn bỏ ra số tiền 150.000 đó bạn ăn là coi như là nó đi phong đó, nên về ăn vô gì vô nó rất chất lượng, bạn phải tập nhỏ này vô. Nhìn cái khuôn mặt này, đã không? Cái khuôn mặt này không thể nào. Tôi nói với các bạn nghe là các bạn sẽ không thể nào các bạn nhét nguyên một cái khuôn mặt này vô miệng của bạn đâu, bạn phải cắt ra rồi. Anh cắt theo cái hình người ta cắt sẵn á. À, bạn cắt ra làm đôi, bây giờ anh nhét vô miệng anh được. Đó. Phải nhập khẩu nha. Ồ, nó đau khó khôi luôn. Thấy mày luôn. Đó, nhìn cái số này đó là gì? Đó, đã không? Số tiêu đi hả? Đó, ngon. Ngon không? Ngon. Rồi. Dạ. Trời ơi, dữ vậy. Nhỏ xíu mà ăn bốn lạng bò. Có một điều các bạn muốn thắc mắc là vừa việc mình làm sao nó to bằng như tay. Mà các bạn biết là thật sự ở bên đó quán ăn bình thường nó bán bò nó bán toàn miếng hai lạng không ạ? Thiệt á. Tại vì thật sự là khi mà các bạn ăn nhiều lượng thịt cá, đặc biệt là với các bạn đang trong tuổi mà gia tăng chiều cao, tuổi dậy thì phát triển cơ bắp và tăng cường cơ thể, các bạn ăn nhiều đó cái dinh dưỡng của nó rất là cao, đặc biệt là những loại như là thịt bò, thịt gà, hải sản, mực, tôm, nó cung cấp cho bạn những cái vi chất rất là lớn, và thêm nữa cái lượng đạm, cái lượng canxi trong thịt nó sẽ rất là nhiều, mà ăn kèm với rau như thế này, tại vì bạn không tránh ở cái nước phát triển á, họ ăn rất là nhiều thịt, nên thay vì các bạn dùng tiền để các bạn đi uống trà sữa hay các bạn đi uống bia, các bạn dùng để chơi game, các bạn đầu tư, các bạn ăn uống vô nghe nói thiệt, các bạn không thể nào mong chờ để các bạn cao mét 8 bự 80 kg rồi người cơ bắp nếu mà các bạn không đầu tư cho cơ thể của các bạn được đó. Nên ăn đi, ăn rất là đáng đầu tiền, mắc kệ ông trời cái miếng bò nè nhìn nó ăn liền cho nóng đó, phải cắt ra ăn liền nóng gì đó đó, cái miếng bò nè. Coi dòng phẩm đó nha. Nhìn thấy không? Đó là ăn nha. Đây là con tôm nè. Có điện thoại đó. Rồi địa chỉ là 127 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, gần đối diện sư phạm nghệ thuật. Bye bye. Bye bye các bạn nha. Đối với Thiên Anh đây.